cứ vô tư. Người Việt Nam chúng ta cứ vội vàng thăm hai mà chưa làm cái gì đó là muộn rồi. Nhiều người mắc phải nữa, đó là khả năng nắm bắt và kiểm soát cảm xúc của mình và đối phương. Có lương và đi làm một ngày 8 tiếng thôi nhá, cái đó không phải là không an toàn. Đó là tìm hướng đi về tương lai. Lại một lần thầy nói, không thể tìm. Thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Cái này thì... Giáo sư Phan Văn Trường, cố vấn chính phủ Cộng hòa Pháp về thương mại quốc tế, từng đi qua hơn 80 quốc gia, đàm phán các hợp đồng lên tới 60 tỷ đô la Mỹ, cha đẻ của các cuốn sách kết tinh một đời bán chạy nhất. Và khi mình làm đúng nghề thì mình hạnh phúc vô cùng. Chưa có thách thức, chưa đau đớn, chưa có tất cả những thứ đó thì các bạn chưa thể chọn nghề được. Làm như thế nào để mình có thể tìm được một người bạn đời phù hợp trong tương lai? Bởi vì chúng ta không hiểu tình yêu vợ chồng mà tình yêu cơ thể. Mình sinh ra là cái cơ thể nó mạnh nhất, nó vui nhất, nó thú nhất là ở cái tuổi 18 đến năm 25. Các bạn muốn biết cái định nghĩa cái tình yêu thiêng liêng thì thầy cho các bạn một cái định nghĩa rất là đơn giản thôi. Chắc còn chưa yêu ai thật. Lăng xả mình vào tất cả những việc gì mà xã hội lôi cuốn mình vào. Kỹ năng đàm phán, nói chuyện nó quan trọng như thế nào hả thầy? Are you testing me? Can you teach me some French? Cái vấn đề của các em không phải là các em không nói tiếng Anh. Cái lời khuyên của thầy đối với các bạn trẻ. Trong xuyên suốt hàng chục năm làm nghề của thầy thì đã có một cái thương vụ nào mà khiến thầy cảm thấy rất là khó không thầy? Cái lương nó không làm cho một người trở thành thương hiệu. Khác nhau chỉ có ở cái đúng cái chỗ đó thôi. Thì mình mới khám phá ra rằng là... Tức là mình bắt đầu từ... Xin chào các bạn, mình là Khánh Vi và các bạn đã theo dõi Vi Talk Talk Talk. Mỗi một nhân duyên đều mang lại cho mình những giá trị và những giá trị đó có thể theo mình xuyên suốt cả cuộc đời. Đó có thể là một niềm cảm hứng, một lời khuyên, một sự trang, sự bền bỉ, vững vàng. Tin rằng bất kể ai click vào video clip này, theo dõi tập này của Vi Talk đều có thể nhận được những giá trị tích cực ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc sống của mỗi người. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta, một người thầy mình vô cùng kính trọng, giáo sư Phan Văn Trường. Con chào thầy. Chào Khánh Vy. Ngày hôm nay con cảm thấy rất là vui và háo hức vì con lại tiếp tục được gặp thầy. Thầy cũng thế. Cũng khá lâu mình không gặp nhau rồi. Dạ vâng ạ, từ năm ngoái. Lần trước thì Khánh Vy làm cho thầy nhọc mệt với những câu hỏi. Hôm trước nhất thì thầy cũng phải xin nói rằng đây là một cái vinh dự rất lớn cho thầy. Dạ. Được vào một cái căn nhà mà mình cảm nhận được cái tinh thần đạo đức, cái tinh thần tích cực muốn đóng góp cho dân tộc, rồi cái tinh thần tạo nên cái sự hợp tác giữa con người với con người. Thì mình rất mong muốn đem lại cho các bạn, cho Khánh Vy và cho các bạn nghe thầy những cái giá trị. Dạ. Mà những cái giá trị mình có thể cố gắng vượt thời gian. Tuy là con chưa bao giờ được ngồi học bất cứ một lớp nào của thầy, nhưng mà tất cả những gì thầy chia sẻ ở qua sách này hay là qua những podcast của Kính Nền Radio này, con cảm giác thầy là một người thầy của con và rất là trân quý, như một người ông, như một người bố ở trong nhà. Người nào cũng là thầy và người nào cũng là trò. Thầy cũng học được rất nhiều từ Khánh Vy, cũng như là thầy học được rất nhiều từ các bạn nào mà đã từng là đối tác của thầy. Nếu mà mình gặp một cái đối tác thì mình phải hiểu rằng là đó là cái hữu duyên để cho mình rút tỉa những cái điều mà mình xứng đáng được học. Ở đây con tin chắc là trong cái podcast này thì sẽ có giá trị rất nhiều cho những bạn trẻ. Khi nghĩ về thầy thì con vẫn luôn nhớ về việc thầy nói là luôn phải học tập suốt đời và luôn tạo giá trị suốt đời. Và con cũng muốn tò mò và con muốn hỏi thầy sâu hơn về những năm đầu đời của thầy, bởi vì con tin đấy là những cái năm tháng rất là quan trọng ảnh hưởng tới một con người. Từ cái lúc mà thầy đi du học Pháp hay là lúc tuổi thơ của thầy, thì đâu là những cái ký ức, đâu là những cái giai đoạn mà rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của thầy ạ, để chúng con có thể hiểu thầy rõ hơn. Thật sự ra đó thì mình sinh trong một cái gia đình mà nó không có thể nói là thế trung bình hơn được. Cha mình hồi đó thì chỉ là một công chức trung bình, mẹ mình thì là một nhà nội trợ và cố gắng hết sức tam tòng tứ đức đấy. Thế thành thử ra mình sinh ra đó thì mình được chiều chuộng, nhưng mà trong nhà thì không có nhiều vật chất. Trong nhà chỉ có cái tình yêu. Người cha rất là theo dõi sát phát triển của đứa con. Có lẽ đáng lẽ tất cả các cái người trẻ Việt Nam phải hưởng như thế, phải được hưởng như thế thì mới đúng. Thầy rất tiếc là có một số cũng không được hưởng như thế. Thầy nói làm con cảm thấy rất là có một cái chút điểm chạm. Bởi vì là ba chị em nhà con cũng hay nói rằng là bố mẹ có dặn với ba chị em là tuy bố mẹ không để lại nhiều của cải vật chất, vâng, nhưng mà cái điều lớn nhất bố mẹ để lại cho các con đó là tinh thần. Vâng, và thầy trông Khánh Vy thầy biết như thế mà. Vâng, dạ. Là tại vì rằng là chúng ta có những điểm chung. Vâng. Cái điểm chung đó là chúng ta rất thoải mái với cuộc sống. Bởi vì chúng ta đã nhận được cái tình thương và chúng ta cũng sẵn sàng cho lại cái tình thương. Tại vì cái yêu thương ấy, là nó cũng phủ luôn cả những cái ý tưởng đạo đức, cái sự trong sáng, cái sự ấm áp,
cái sự ân cần. Và thầy cũng nhận được là từ Khánh Vy một cái tình yêu thương từ một người mà ở dưới thầy những hai thế hệ. Thầy thì đi khá nhiều, chân thì mỏi rồi, thế nhưng mà trái tim thì cứ mỗi lần mà gặp thêm thì nó lại lớn lên, chứ nó không nhỏ đi. Đúng thật là cái tình yêu thương là một cái căn nguyên cốt lõi nhất của mỗi một con người khi sinh ra. Con tin về những cái điều rất tốt đẹp, bản chất của một con người. Con lại nhớ tới một cái từ mà thầy rất là hay sử dụng, đó là từ vô tư. Trong cái nền radio thầy đã từng có chia sẻ là cứ vô tư đi các con. Cứ vô tư. Vâng, cứ vô tư. Cái lạ lắm, chúng ta có một cái bệnh là hay tính toán. Mà rồi sau đến nhiều năm sinh sống khắp thế giới rồi thì mới thấy rằng là những cái dân tộc nào mà không có tính toán ấy, thậm chí là có những dân tộc không biết tính toán, chứ còn có những dân tộc nó biết tính toán nhưng nó không tính toán, thì toàn là những dân tộc hạnh phúc. Họ nặng nề, đôi khi đi tới ê trễ. Thế thì cái này là cái bài học đầu tiên mà chúng ta có thể rút tỉa. Sống một cách thơ thới. Chúng ta cũng thơ thới và sống. Mà cái sự thơ thới đó, đó thì nó có cái ảnh hưởng rất là hay trên về mặt y khoa. Là con người mà thơ thới thì rất lạc quan. Mà khi mà mình lạc quan thì mình khó nhúm bệnh lắm. Các con virus nó sợ những người lạc quan lắm. Và tại vì rằng là cái con người của thầy nó là trên căn bản nó là rất là lạc quan. Cho nên là cái tinh thần của mình nó luôn luôn rất rất là mạnh. Đó cũng là điều con cảm nhận được thầy khi mà con hỏi thầy là thầy ơi dạo này sức khỏe thầy như thế nào, thầy nói là thầy cũng không nghĩ nhiều. Thơ thới thế thầy ạ. Thơ thới. Vâng, sởi lời trời cho. Thầy bây giờ là một người ông, một người cha, người thầy của bao thế hệ, một người truyền cảm hứng. Nhưng mà thầy cũng từng là một thằng cậu thanh niên 17 tuổi đi du học Pháp bị cướp sạch tiền khi mà mới bước chân sang Pháp. Cái thời gian mà sinh sống ở nước ngoài và học tập và trưởng thành nước ngoài đã ảnh hưởng như thế nào tới thầy ạ? Thứ nhất là thầy không nhìn thấy là một cuộc học tập. Mãi đến cả mấy chục năm sau mình mới thấy rằng là rõ ràng là một cuộc học tập. Nhưng mà ngay tại lúc đó thì mình sống cũng thơ thới. Đúng hơn là cái xã hội Việt Nam ở bên Pháp hồi đó họ cũng hỗ trợ nhau nhiều lắm. Thế thành ra là anh nào không có nhà thì cứ gõ cửa. Cái sự yêu đời của mình nó làm cho mình no. Mình không nghĩ tới chuyện đói. Cái niềm tích cực con cũng thấy được ở rất nhiều người. Và khi mà con thấy người ta thì con sẽ hay có một cái câu hỏi là liệu cái này là họ sinh ra đã có cái sự tích cực đấy, hay đấy là một cái sự dịu dàng mà họ đã được tôi luyện rèn rũa qua bao nhiêu dông tố. Thầy thì bây giờ thầy có một cái may mắn là thầy được phép nhìn lại cái cuộc đời của mình gần 80 năm. Thì bây giờ mình mới hiểu được rằng là những cái năm, những cái tháng đó là những cái năm mà nó đang chuẩn bị cho mình 80 năm sau. Tất cả cái quá trình đó nó đã biến đổi mình từ một đứa trẻ đã từng được chiều chuộng sang một đứa trẻ biết nhịn nhục, biết chịu thua, biết nhận thấy cái ân huệ của cuộc đời đôi khi nó là cái sự ngược đãi của cuộc đời. Tại vì sau này đó, cái bài học đó nó sẽ dẫn mình trên một cái con đường khác, dẫn trên một cái con đường dần dần mình càng ngày càng có nhiều khó khăn, càng có nhiều thử thách. Để rồi dần dần cái trái tim của mình nó được đào tạo. Dần dần cái trí óc của mình nó được mài rũa. Rồi cái tâm khảm của mình nó được thử thách. Và dần dần là mình mới trở thành một con người hoàn toàn khác. Con rất là tò mò không biết đâu là những thói quen trong ngày của thầy từ xưa cho tới bây giờ để mình luôn giữ gìn được một tinh thần vững vàng như vậy. Là tại vì thể thao rất là nhiều. Mà ngày xưa đó thì thầy có một ông giáo viên về thể dục. Ông ấy là một người Pháp nhưng mà gốc ông ấy là gốc Ba Lan. Và ông ấy đã nhận được cái medal bằng đồng ở Thế vận hội Helsinki. Thế thì các bạn Tây của thầy thì đứa nào cũng thức 80, mình thức 60. Thế và mỗi một buổi sáng thì là khi mà ông ấy tiếp nhận cái đội thì ông bảo chạy 10 vòng cái sân vận động cái đã. Mình cứ chạy 2 vòng mình thấy mệt rồi. Ông mà cố thêm vòng nữa. Xong rồi mãi về sau ông mới nói rằng là tao sẽ cho mày chạy đến khi nào mà mày gục xuống mà mày chết cho tao. Thì lúc đó mà mày khám phá ra một chuyện. Ông không nói mày khám phá ra cái gì. Nhưng mà ông bảo rằng là mình sẽ khám phá ra một chuyện. Và cái mà điều mà thầy khám phá được là sau khi chạy mà nghĩa là đến cái nó cháy cái phổi rồi.
mình cháy phổi, mình không đi được bước nữa, mắt mờ hết cả rồi, mà mình có cảm tưởng như là mình sắp xỉ sửa đột quỵ rồi, thì lúc đó đó, bất thình lình nó có một cái năng lượng mới nó tràn ngập vào. Ông bảo đó, khi mà mình muốn trở thành lực sĩ thì cái vòng thứ nhì mới là cái vòng mà nó là cái con người thật của mình. Nhưng mà đến khi nó rác rưởi nó ra hết rồi đó, thì là đến cái lúc đó mình có cảm tưởng là mình sắp chết rồi. Thực sự là mệt lắm luôn. Và bất thình lình mình lại trở thành rất là mạnh. Và lúc đó thì chạy bao nhiêu vòng cũng không mệt. Thầy luôn luôn áp dụng. Mình đã tê ngưỡng chưa? Rồi đến khi mình tê ngưỡng rồi ấy, thì mình không nghỉ. Và lúc đó mình mới tập mạnh hơn. Con nghĩ đấy, nó không chỉ áp dụng cho trong việc thể chất, tập thể dục, mà nó còn nằm ở đây nữa. Cái tinh thần ạ, và tất cả khía cạnh khác của cuộc sống. Có ba quyển sách mà con nghĩ rằng là một kim chỉ nam cho rất là nhiều bạn, đó là Một đời như kẻ tìm đường, Một đời thương thuyết và Một đời quản trị của thầy. Thì nhân đây con cũng muốn tựa vào từng quyển sách một, và con muốn hỏi nhiều hơn về sự nghiệp, về công việc, về những cái điều mà người trẻ và con băn khoăn. Một đời như kẻ tìm đường nhỉ? Con thấy có một cái câu hỏi mà cảm giác như nó khá là chuyên nhất trong các thế hệ trẻ, đó là tìm hướng đi về tương lai. Đó là đứng giữa những ngã rẽ của sự lựa chọn và không biết là nên chọn gì. Mà chọn xong rồi thì cũng không biết chọn có đúng không. Với những người mà chưa biết là mình nên đi đâu, làm gì trong tương lai, chưa tìm ra được cái điều mà mình mong muốn, mình khát khao, thì chúng ta có thể bắt đầu từ đâu ạ? Cái này thì là một câu trả lời của một người đã sống nhiều thế hệ. Mình không phải lựa chọn. Mình không phải lựa chọn, bởi vì thật ra khi mà mình nhìn những cái resume đấy của tất cả các bạn trẻ đó, thì mình thấy rằng là các bạn ấy đều thay đổi 4-5 lần cái nghề nghiệp. Chứ có phải rõ ràng rằng là cái nghề nghiệp đầu tiên nó đâu có quan trọng, bởi vì đằng nào mình còn thay đổi 4-5 lần nữa cơ mà. Thế mình phải hiểu cái hiện tượng tuổi trong cái cuộc sống của mình. Mình chưa 40 tuổi đó, thì thật ra đó, thánh nhân sinh ra mình chỉ cốt cho mình va chạm, cọ sát, thử thách, đớn đau, sẹo đầy người, để mà mình trở thành cái con người mà vũ trụ muốn mình trở thành. Mà người ta chọn nghề thật, không phải người ta không chọn nghề lúc 22 hay 18 tuổi đâu. Lúc đó là toàn là cọ sát, để xem là cái khả năng tiềm tàng trong tay mình nó là cái gì. Có người sẽ tự nhiên khám phá ra mình là một con người rất nói rất hay, cũng như Khánh Vy chẳng hạn này. Đó. Thế nhưng mà có người ta khám phá ra người ta không biết nói, người ta không nói ra câu. Nhưng mà mỗi khi mà người ta nắm một cái gì vào trong cái bàn tay của họ đó, nó biến thành những cái sự vật vô cùng là đẹp đẽ. Nó giống như là em mua một cái máy mới thì em phải thử âm thanh, xong em phải thử cái ổ cứng, xong em phải thử cái đó, thử cái kia, thử mọi thứ hết rồi xong em mới thấy ra là cái máy này là nó có cái điều nào tốt, có điều nào không tốt. Thế thì mình sinh ra đó, mình cũng phải thử cái tay của mình nó có khéo không, cái giọng của mình nó có hay không, và mình phải thử hết. 90% các bạn trẻ thời nay không có cơ hội biết là mình biết là mình sinh ra với chức năng gì. Đến năm 40 tuổi còn không biết, mà chỉ mơ có một chuyện thôi là làm giám đốc, ra tiền, làm giám đốc và làm tiền. Mình phải tự thử thách. Mình có 40 năm để làm việc đó. Mà cái tư duy của người Việt Nam chúng ta cứ nghĩ rằng là 22 tuổi là già rồi, lấy chồng lấy vợ đi và đẻ con mau mau lên, rồi xong rồi làm giám đốc năm 35 tuổi cho tôi, rồi xong rồi cuộc đời nó tới rồi có sướng không. Đêm hôm qua thầy có một ông chú mất năm 100 tuổi tròn, mà đến ngày chót ông còn đi làm. Tại vì bên Mỹ đó là còn đi làm được, người ta cho đi làm, người ta không có tuổi hưu. Bên Mỹ không có tuổi hưu. Tất cả những cái nghề mình phải làm hết để mà mình biết được cái khả năng tự nhiên của mình, bẩm sinh của mình. Lúc đó mới chọn. Chỉ khi nào mình sử dụng cái chức năng mà mình tốt nhất, thì lúc đó, đó mình mới có cái cơ hội để mà mình lên rất là cao. Mà lên cao không có nghĩa rằng là lên chức cao, không có nghĩa rằng là lên lương to. Lên cao đó là mình tìm được cái sự thỏa mãn, là mình hiểu được vũ trụ đã sinh ra mình để làm cái việc đó, đóng góp cái giá trị đó cho nhân loại. Và lúc đó là mình sung sướng vô cùng. Thầy đã từng ở những chức vụ to nhất có thể trong cái doanh nghiệp rồi, thế nhưng mà vẫn chưa đúng nghề. Lúc đấy vẫn phát hiện ra là chưa đúng nghề. Chưa đúng nghề. Lúc đó mình 50 tuổi rồi mà mình chưa đúng nghề. Sau này đấy, khi mà thầy bắt đầu
thầy giảng giải lại những cái trải nghiệm của mình, thì mình mới hiểu được rằng là mình sinh ra để mà trao lại cho các bạn trẻ những cái giá trị mà các bạn cần học. Và chính vì vậy cho nên là ông trời ông nắn mình một cái quần quật, ông ấy nắn mình như là cái miếng bột nó đủ mọi kiểu, xong rồi ông ấy làm mình thành cái miếng bánh mì dài, cái miếng mì ngắn, cái miếng mì mập, xong ông đập, ông ấy, ông chặt, ông nhếch mình tan nát tất cả nhiều lần rồi. Thì lúc đó mình mới hiểu được rằng là thật ra cái giá trị của mình nó ở đâu. Và khi mình làm đúng nghề thì mình hạnh phúc vô cùng. Lúc đó mình không tìm cái hạnh phúc nào khác nữa cơ, tại vì mình chìm đắm trong cái hạnh phúc đó. Cái đó là đúng nghề. Thế thì quả thực là khi mình nói như thế thì mình chẳng có chữ lựa chọn gì cả. Đó là tại vì mình phải qua tất cả mọi nghề. Cái lời khuyên của thầy đối với các bạn trẻ là hãy cọ sát mình, lăng xả mình vào tất cả những việc gì mà xã hội lôi cuốn mình vào, rồi vỡ đầu vỡ tay, thất bại ê chề, vui đi. Bởi vì tất cả những cái đó nó làm cho mình khám phá cái khả năng thực chất của mình. Đưa cho ông trời nhào bột đủ thể loại trong cuộc đời của mình, rồi đúng, mình cũng sẽ tìm đúng, ra con đường. Mình tìm ra con đường. Như câu chuyện của Từ Thức mà thầy có viết trong một đứa những cái tìm đường. Đúng rồi. Đọc sách thì nó có vào khoảng 200 nghề chính và 20.000 nghề phụ. Chọn cái nào? Từ giờ đến 40 tuổi là phải đi vào, phải nhào đầu vào toàn những vùng không an toàn mà thôi. Và cái vùng an toàn là cái vùng mà nó sẽ giúp cho mình thể hiện tất cả cái tài năng của mình. Thì cái đó mới là cái an toàn thật. Chứ không phải là cái an toàn là có lương và đi làm một ngày 8 tiếng thôi nhá. Không, cái đó không phải là vùng an toàn. Cái vùng đó là cái vùng không an toàn. Bởi vì mình không thể nào mà mình giữ được cái cơ thế đó quá lâu đâu. Okay, now here comes the part we talk in English. Como ça va? Ça va très bien. Vacation or staycation? Oh, vacation. Rich famous or rich unknown? Rich famous. Ooh, okay. Night or morning? Oh, nice. Night. Car or bike? Oh, bike. Bike? Hang out with little kids or hang out with old folks? Old folks. Old folks. Red wine or white wine? Red one. Mm. I love this one because you're from France. I really believe in the taste of French. Are you testing me? No, I just want to get to know more. Do you do it personally or do you do it for job? For both. Croissant or pain au chocolat? Ou pain au chocolat. Ou pain au chocolat. This morning it was a croissant. Oh, and you like that one? I enjoyed it very much. Wow. Education or experience? Experience. Experience. I cannot say the contrary. You speak French, you speak English, you go around the world. How can you be so good at languages? How did you learn? Because I got experience. Because it is a necessity of the moment. If I cannot speak well English, I would not be able to perform as a leader. French language is different. If you want to impose yourself as a citizen, then you have to speak better French than the local, the native people. Mm. I speak better French than the local people, with a little bit of accent, because we cannot say that we can give up all the accent. There is a Vietnamese accent. You know that the Vietnamese people speak with their nose. And the French speak with their throat. I give you an example. Comment allez-vous? You speak with the nose. Comment allez-vous? Comment allez-vous? I speak with the nose. Now I speak with the throat. Comment allez-vous? Ooh. With the throat. A big difference. It's a big difference. It's more attractive. Yes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va bien, j'espère. Oh. What is the best thing living in France? I stay home. When you have a home instead of a house, then you enjoy to stay home. Yes. But if you stay in a house, sometimes you get bored of the house and you want to do escape the house. But a home is a home. You feel very good and you feel sweet at home. So you can just nap down and take a book and enjoy your book at home, listening to the very light music. Yes. Make your house a home. Yeah.
Bonjour. 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 Try to control your throat and you will see it's more beautiful. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ah, me too. But the French say je t'aime and the answer is moi non plus. Moi non plus means I love you but not that always. Really? Thế nó mới hỏi thầy rằng là làm thế nào để nói tiếng Anh nhỉ? À, đến bây giờ thầy nói vẫn rất là mượt. Thế thì thầy bảo rằng không. Cái vấn đề của các em không phải là các em không biết nói tiếng Anh. Cái vấn đề của các em là các em không biết nói luôn được cả tiếng Việt. Em nói tiếng Việt nhưng mà em không dùng được tiếng Việt. Em không nói được những cái ý tưởng của em bằng tiếng Việt. Nó giống như là trên Facebook ấy mà. Tại người một người trông thấy ảnh của Khánh Vy, người ta cầm cái bảng có số 10 ở trên dưới này, xong rồi có đứa nó comment xinh, xong cái đứa xinh hơn ngày hôm qua, nói một cái trực giác. Mà khi mình nói bằng trực giác thì bao giờ ngắn, nó có một cái hiện tượng là mình cắt đứt cái trí tuệ của mình với trái tim của mình. Cái trái tim mình muốn nói nhiều hơn mà cái trí tuệ nó không xuất phát được. Chết, cái đó là cái gọi là cái điểm chết của một ngôn ngữ. Từ các bạn ở cái thế hệ của các em thì các bạn phải điều chỉnh. Mình làm cái gì cũng phải giải thích tại sao, như thế nào, để làm gì, cho ai. Và một khi mình làm như thế đó, thì mình mới khám phá ra rằng là bất cứ cái điều gì mình làm cũng có thể trở thành một giá trị. Tức là mình bắt đầu từ việc cách học lập luận và cách diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của mình. Và sau đấy mình học tập viết, mình tập không lười biếng trong cái cách sử dụng ngôn ngữ đấy. Thầy cũng đã thể hiện xuyên suốt cái hành trình sự nghiệp của mình, đó là thầy cũng là một nhà lãnh đạo, thầy cũng đã từng đi dạy, thầy cũng đã từng là một nhà đàm phán với những hợp đồng mà hàng triệu đô, hàng tỷ đô. Lại khiến cho con nhớ tới quyển sách thứ hai, đó là Một đời thương thuyết. Một kỹ năng mà con nghĩ là nó không chỉ nằm ở trên bàn đàm phán giữa đối tác với đối tác, mà còn xuất hiện ở trong rất nhiều những cái ngóc ngách khác ở cuộc sống. Vâng. Kỹ năng đàm phán, nói chuyện, nó quan trọng như thế nào thầy? Đàm phán là cái gì? Đàm phán là trước nhất nhận định là cái người ngồi trước mặt mình, đó là họ muốn đi tới một cái thỏa hiệp với mình. Tại vì nếu mà trong lòng họ mà không muốn thỏa hiệp với mình, không muốn xây dựng cái gì với mình, thì họ ngồi vào cái ghế trước mặt mình làm cái gì? Mất một phút với mình để làm cái gì? Người ta ngồi trước mặt mình là người ta cầu khẩn đi tới một cái kết quả để mà xây dựng với nhau một cái gì. Vậy thì mình phải nói, mình cầm tay họ, mình nói rằng là chúng ta xây dựng cái gì đây nhỉ? Thì bạn rằng là thưa anh, tôi mình xin xây dựng cái dự án này. Và nếu mà chỗ nào khác nhau thì mình trao đổi với nhau để mà mình làm cho nó giống nhau. Và khi nào cái dự án mà tôi đề nghị cho bạn mà cái dự án mà bạn đề nghị cho tôi mà nó giống nhau thì là chúng ta có thể ký được hợp đồng. Và tất nhiên là trong cái cuộc trao đổi đó thì mình nhìn nhận một cách rất là thành thật cái quyền lợi của phe đối mặt. Thương thuyết thì nó có cái phần, đó là cái phần nội dung, nhưng còn cái phần hình thức đấy thì nó lại đơn giản hơn nữa. Là mình suốt cả cái cuộc thương thuyết mình chỉ chiều chuộng thôi, mà tôi tới đây để chiều chuộng bạn. Tôi không tới đây để mà nhìn bạn như là kẻ thù. Tôi tới đây để mà bạn có cái ý muốn gì, tôi xin ghi nhận ngay và tôi sẽ cố gắng hết sức để mà chiều chuộng bạn. Và để cố gắng hết sức giải thích cho bạn là cái gì là thực tế, cái gì là không thực tế. Hiểu như thế đó, là hiểu một cách rất là mặn mà thế nào là cuộc thương thuyết. Trong cái kỹ năng đàm phán và thương thuyết, con thấy có một đặc điểm mà nhiều người mắc phải nữa. Đó là khả năng nắm bắt và kiểm soát cảm xúc của mình và đối phương. Quyền lợi của mình càng được thể hiện khi mà mình rất là thành thật trong cuộc thương thuyết. Mình phải nói rõ cái gì mình muốn, mà nói nhanh lên để mà đỡ mất thời gian, chứ đừng giấu. Dạ. Đó. Đừng để trong lòng. Đừng để trong lòng. Thế rồi nếu mà mình chỉ có từng đấy tiền thôi, mình nói là anh ạ, em đòi nhiều đấy, nhưng mà bây giờ em có ít tiền quá, thì anh cố chiều nhá. Nói thẳng đi. Và khi mình nói thẳng đấy thì cái người kia bảo là em ạ, vẫn biết rằng là vẫn biết rằng là phải có nhiều tiền mới xây được cái nhà đẹp như thế này, nhưng mà bây giờ anh sẽ cố gắng để chiều mình sẽ gọt bớt cái dự án để mà mình tiết kiệm chỗ này, tiết kiệm chỗ kia, thì nó vẫn ra được cái nhà như thế. Thế nhưng mà mình cũng phải hy sinh một vài chỗ chứ, nếu không thì mình không xây được cái nhà.
Thế có phải hay không? Trong xuyên suốt hàng chục năm làm nghề của thầy thì đã có một cái thương vụ nào mà khiến thầy cảm thấy rất là khó không thầy? Có chứ. Tại vì rằng là cái tình hình khó là tình hình mình gặp những cái người mà thầy đang tả cảnh là những người giấu giếc rồi nói ngược nói xuôi, mình không hiểu nổi họ muốn cái gì. 30 người trong cái đoàn của thầy sang mà buổi tối ngồi ăn tối với nhau và nhìn nhau này bảo rằng là hôm nay khách hàng muốn cái gì nhỉ? Không, cái nghệ thuật thương thuyết là trước nhất nói rằng là tôi thích làm cái này đây. Khi mình thương thuyết cái thành công cái thất bại đó, nó chỉ nằm trên một điểm thôi. Là mình chiều chuộng được khách hàng. Khách hàng có vui không thì mình thành công. Và khách hàng lưỡng lự, suy nghĩ mãi không lấy được quyết định, rồi trằn trọc, rồi rút cục bảo thôi tự mình thôi, xong lại thôi lại có lại thôi, thì nó sẽ cái dự án nó sẽ không ra cái gì cả. Mà chúng ta, dân tộc chúng ta hay để cho những cái cuộc thương thuyết nó hay đi vào những cái trường hợp như thế. Nó không thẳng thùng, nó không chân thật. Mà nói thật nhé, nếu mà mình chân thật mà người ta không cho mình ấy, thì thà là biết sớm, đi về cho xong đỡ tốn. Đỡ tốn thời gian. Đỡ tốn thời gian. Biết rõ mình muốn gì, nói rõ với đối phương, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Thầy vừa nhắc tới một cái ví dụ rất là hay về thương thuyết trong tình yêu. Và cũng trong cái quyển sách Một đời như kẻ tìm đường cũng có một phần mà thầy nói về cái câu chuyện mà tìm người bạn đời, một cái sự phù hợp nào đó. Con nói thật là tuổi trẻ chúng con cũng rất là đôi khi là rất thích nói về chuyện tình yêu. Và cũng hay suy nghĩ là làm như thế nào. Thầy cũng thích lắm. Làm như thế nào để mình có thể tìm được một người bạn đời phù hợp trong tương lai. Thì đâu là một lời mà thầy chia sẻ được chúng con? Lại một lần thầy nói, không phải tìm. Không cần tìm. Thầy còn nhớ lắm các cụ ngày xưa nói rằng là mày cứ lấy nó đã, gia đình môn đăng hộ đối rồi mày về xong rồi cái yêu thì đằng nào cũng sẽ yêu à. Cứ đẻ ba đứa con là yêu. Trước nhất là thầy lại xin trở lại cái một cái đề tài mà các bạn đánh giá rất thấp là cái đề tài về tuổi. Tại vì người Việt Nam chúng ta cứ vội vàng và 22 mà chưa làm cái gì đó là muộn rồi. Cả nghề nghiệp lẫn tình yêu lập gia đình muộn rồi. Không, không phải. Thầy xin kể một câu chuyện của một người bạn Pháp nhé. Hai đứa đó nó quen nhau từ hồi 18 tuổi, bạn học của nhau. Và nó sống với nhau đến năm 28 tuổi. 10 năm. 10 năm là sống như vợ chồng, ở cùng nhà. Bất thình lình, cái buổi sáng hôm 28 tuổi, cái anh đó, anh ấy nói một câu với cô ấy: anh muốn sống với em trọn đời cả, xin em nhận làm vợ anh. Thế thì người Việt Nam mình mà bảo rằng tụi mày sống với nhau mà lăng loàn mà vớ vẩn từ cả một chục năm nay rồi, chả còn sợi lông nào không biết nữa rồi, mà giờ này mới xúc động xong là thối thế. Không phải. Bởi vì chúng ta không hiểu tình yêu vợ chồng mà tình yêu cơ thể. Mình sinh ra cái cơ thể nó mạnh nhất, nó vui nhất, nó thú nhất là ở cái tuổi 18 đến năm 25. Tại vì nó làm cái gì rất là tự nhiên. Thế thì hãy sống tự nhiên nó đi. Nhưng mà cái mà thầy muốn các bạn hiểu rằng là cái tình yêu hôn nhân ấy, nó thiêng liêng lắm. Các bạn muốn biết cái định nghĩa cái tình yêu thiêng liêng thì thầy cho các bạn một cái định nghĩa rất là đơn giản thôi. Là nếu mà cái người vợ hay người chồng của các bạn mà bị một cái thận hư mà bác sĩ bảo rằng là tôi muốn cắt cái thận của bạn để mà tặng cho bạn kia một cái thận. Chắc là con chưa yêu ai thật. Chưa. Thầy nhìn đối tác của thầy và thầy biết rằng là cô chưa bao giờ thực sự yêu. Chết, bây giờ ai nói cho quả thận suy nghĩ nhiều đấy thầy nhá. Suy nghĩ nhiều đấy. Chưa hy sinh được đâu. Đấy. Bố mẹ thì có chứ mà thôi. Chứ người yêu là chưa. Thế. Yêu cứ yêu đi. Nhưng mà phải biết rằng là mình yêu thể xác hay là mình yêu cả cái con người đó. Yêu để mà hầu hạ nhau mà không thấy mệt cả. Yêu để mà hy sinh một cái thận. Hy sinh, có khi hy sinh cả cái sự sống của mình cho người ta. Mà còn thấy vui. Thì lúc đó mới là tình yêu. Tình yêu hôn nhân. Mình đã đi qua những cái cuốn sách như là Một đời như kẻ tìm đường này, Một đời thương thuyết này, còn Một đời quản trị ạ. Con vẫn nhớ là thầy có viết, là thầy chia sẻ rằng là thầy là một kỹ sư cầu đường nhưng mà thầy chưa bao giờ thực sự xây được một cái đường hay một cái cầu. Thầy cũng không học về điện nhưng thầy đã quản lý những cái nhà máy điện rất là lớn. Và đấy là một cái kỹ năng quản trị mà con nghĩ nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Các bạn trẻ chúng con nên lĩnh hội kỹ năng này như thế nào? Cũng lại không phải học đốt. Không phải học đốt ạ. Không phải học. Trải nghiệm ạ.
Thầy chưa bao giờ học cái gì mà thầy làm, mà chưa bao giờ làm cái gì thầy học. Cái điều đó chứng minh là mình không phải là học vô ích đâu. Bởi vì khi mà mình học thì mình học những phương pháp để làm việc, chứ không phải là học thuộc lòng cái kiến thức để áp dụng. Khi mà thầy bắt đầu đi vào những cái chức vụ lãnh đạo thì lúc đó mình cũng hoang mang. Mình bảo không biết là mình chỉ huy cái đội của mình, rồi chỉ huy cái công ty của mình, chỉ huy cái tập đoàn của mình ra làm sao. Đấy. Thế thì mình mới sực nhớ ra những lời nói của cha. Cha bảo rằng con à, không có gì dễ bằng quản trị. Con mang tình người để con giải thích cho mỗi người là cái việc của họ nó có ích như thế nào, nó tạo giá trị như thế nào cho cộng đồng. Mà mình phải đón nhận cái giá trị đó như thế nào, một cách rất là chân quý, từng người, từng người, từng người. Đấy. Thì họ sẽ đóng góp. Và thầy đã áp dụng cái đó. Và thầy không có kiểm soát ai cả, chẳng có KPI, KPI gì hết. Là mình gặp từng nhân viên, cái hồi mà thầy vào trong những công ty nhỏ đó, thì gặp từng nhân viên. Thì nói bạn ạ, tôi muốn bạn nghe là tôi với bạn là bạn đấy. Chúng ta là bạn đồng hành đấy. Chứ bạn đừng nghĩ rằng là tôi ngồi trên, bạn ngồi dưới. No. Chúng ta là bạn đồng hành. Tại vì rằng là chúng ta ngồi hết trên cùng cái thuyền, mà thuyền mà đắm thì chúng ta chết cả. Bạn đến lúc đi ra bạn mới nói với đồng nghiệp là, này, cái thằng cha ra tổng giám đốc mới này, nó khác những tổng giám đốc khác mày ạ. Nó nói mình là bạn đồng hành, trong khi trước đây thì thằng nó tới, nó quan liêu lắm, nó cầm cái que, nó bảo đứa nào lôi thôi tao gõ. Sự chân tình, người ta mang cái tinh thần làm thật, việc thật, nói thật với nhau. Và lúc đó là cái công ty nó tự nó chạy. Thế nhưng mà nếu nó yêu công ty thì cái công việc của nó sẽ tốt. Nếu nó không yêu công ty, công việc của nó sẽ không tốt. Nó khác nhau chỉ có ở cái đúng cái chỗ đó thôi. Yêu công ty là yêu cả lãnh đạo, yêu cả cái thương hiệu của công ty, yêu sản phẩm của công ty, yêu tất cả. Làm như thế nào để tạo dựng một văn hóa doanh nghiệp như vậy ạ? Mà các bạn trong cái nền đều biết rằng là thầy làm cái gì cũng vì tình yêu hết. Mô hình quản trị, mô hình thương thuyết, làm gì có mô hình đâu. Mô hình gì mình thầy nói chuyện với Khánh Vy, Khánh Vy cảm nhận được cái năng lượng của một cái tình yêu nào đó thầy tặng Khánh Vy ngày hôm nay. Dạ, mình mở đầu bằng tình yêu thương và mình cũng có một cái sự kết vào cái tình yêu thương, một cái đầu một cái đuôi rất là trọn vẹn. Thế thì mình tạo cái tình yêu, mà tình yêu nó ấm áp lắm chứ, nó sung sướng lắm chứ. Thế thành ra là lúc nào các bạn nào mà làm việc với thầy đấy cũng được nuôi nấng bởi tình yêu. Tiếng Anh nó gọi là nurture. Muốn trở thành người phi thường cần rất nhiều tình yêu. Mình đừng cho thêm lương mà nó không cái lương nó không làm cho một người trở thành phi thường. Cái lòng tin thì là một phần của tình yêu, nhưng chưa đủ để biến một người trở thành người phi thường. Cái người phi thường là một người nhận được cái tình yêu để làm cái việc đó. Muốn lấy trái tim của người khác thì mình đem trái tim của mình để đổi. Nhưng mà đã nói đem trái tim thì là mình phải đem hết. Tức là lúc mà mình làm cho họ cái gì thì mình đừng nói dối. Mình làm không mình giả vờ. Không giả vờ, không đóng kịch. Mình làm hết sức thật. À, thế là con thấy câu này bổ sung thêm một chút. Muốn lấy trái tim của người khác, mình phải đem trái tim trọn vẹn của mình ra. Trọn vẹn. Để đổi. Mà cái trọn vẹn mới là bằng chứng. Chứ không phải trái tim là bằng chứng. À. Trái tim không là bằng chứng. Trái tim nó là một cuộc bắt tay. Dạ. Nhưng mà cái bằng chứng của tình yêu là cái sự trọn vẹn. Bây giờ có một đầu sách nào mình nên đọc không thầy? À có chứ. Thầy tại sao không? Các cái quốc gia thất bại. Một cuốn sách rất là hay. Vâng. Là cuốn sách này. Misbehaving. Misbehaving của giải Nobel kinh tế. Cái này thì vô cùng là hay. Vâng. Từ dụ thái hậu. Thì cái cuốn sách mà dẫn dắt cuộc đời của thầy là cuốn sách này. Ồ, là một sách gì đấy ạ? Do người Mỹ viết, nói Mỹ về viết? Về một người Nhật. Oh. Cái cuốn sách này thì là cái cuốn sách nó gọi là cuốn sách chỉ đường cho thầy đó. Sách đầu tiên. Nên đọc. Sách đầu tiên thì có thể là hoặc cái này hoặc cái kia. À, đã vâng. Cái cuốn này thì không thể bỏ được. Thế con chào thầy. Con chào thầy.